thất truyền hơn 20 năm rồi, thì Sở Văn hóa Thông tin mới kêu cô đi khôi phục lại, tham dự cái lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2018, thì lúc đó được huy chương vàng. Nhưng mà đối với mọi người thì cái bánh này nó rất là lạ, ngay cả đối với người dân Sóc Trăng cũng cảm thấy lạ.